Hi, welcome back to my channel. Start gonna go. Let's go. Okay. Let's go. Sau đó thì mình sẽ chạy về ngôi nhà đang bị phá vỡ của ông ta. Dọc cầu dao xuống và lúc đó cánh cửa sẽ mở ra và mình sẽ chạy về trên chiếc xe ô tô của mình. Không biết có thành công hay không? Thử rồi biết. Ok, let's go. He will be on to follow. On to follow. Wow, won't be easy. Okay. Thử game thứ hai. Freeze the map. Xin hi rất là bé này. Nhưng mà đây có thể là xin hi con. Mong ta khá là khỏe. Các bạn không làm gì đâu ta. Oh my god.
Thomas. Okay, vào từ game thứ ba. Cần sẽ lấy những món đồ để sửa chiếc xe. Rồi, và tiếp tục tựa game thứ tư. Alice Pichu. Đó là cần phải tìm kiếm. Mình sẽ phải đi thẳng một đoạn đường trên này. Các bạn cứ đi thẳng nhá, thì đó thì các bạn sẽ vào một nơi để tìm kiếm được món đồ, sau đó thì sẽ quay về và chạy trên chiếc xe của mình. Chiếc xe của mình đã bị hết xăng. Đoạn đường cũng khá là dài. Điều tốc độ của con chuột này cũng khá là lâu. Chạy mãi vẫn chưa tới được đích. Vừa đi vừa xem xung quanh xem có gì không. Thank you.
kia là một cái cây khá là cao. Nhìn cái tòa City Hill. Đó, và tiếp tục các bạn lại đi thẳng tiếp. Gần đây một cái gì đây? Một tấm biển. Nha. Đây là một ngôi làng rồi. Có điều tốc độ chạy của con chuột này cũng khá là lâu. Di chuyển khá là chậm. Welcome to Hollow's White. Và có thể trong những ngôi nhà này các bạn sẽ không mở được cánh cửa ra. Thế ngay mà các bạn sẽ chỉ đi xung quanh đây và tìm kiếm món đồ cho mình, sau đó thì sẽ quay lại trên chiếc xe và thoát khỏi đây đây. Ok. Never lie, ok. Oh no. Oh my god. Never tear.
tranh thủ nhanh, không ông ta quay lại lúc đó rất là khoai luôn. Khi ông ta phát hiện ra các bạn thì các bạn phải phi chiếc máy bay giấy này, nếu không thì ông ta sẽ bắt gọn ngay. Dù các bạn cũng chạy nhanh đến cỡ nào cũng không bao giờ thoát khỏi ông ta. Và trong thời gian này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả là 3 ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời trong từng câu hỏi một trong từng ngôi nhà đó. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành câu này và thoát khỏi đây. Ok. Như thế và còn câu hỏi nữa thôi là các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành được cho tàu ăn tượng này chuyển sang Chatuchu từ cái này thì cũng không khác gì cho tàu ăn, đó là các bạn cũng sẽ phải trả lời 3 câu hỏi, nhưng mà 3 câu hỏi đó thì nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau nữa. Đó, và như thế các bạn sẽ đi tìm ngôi nhà tiếp theo và hoàn thành được cái này. Ok. Tàu này các bạn sẽ phải đi tìm trong những ngôi nhà kia và lắp ráp con tàu này. Ok. Rồi sau đó các bạn lại tiếp tục đi tìm kiếm tiếp món đồ khác, nhưng mà mình đọc vào đây mà sao lại không thấy nó có vấn đề gì nhỉ? Đó, lại vào trong những ngôi nhà kia và tiếp tục tìm kiếm tiếp món đồ. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, SCB. Sống trước thì đóng
luôn. Bring the well on the gas. Rồi, và tiếp tục các bạn sẽ dip in the gas and deliver away. Tìm tiếp món đồ tiếp theo. Ok, rồi. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.